Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, những nhân vật mang trong mình nguồn sức mạnh dường như vô hạn kết hợp với những khả năng vô địch luôn được coi là những chiến thần trong thế giới anime. Và nếu bạn yêu thích hành trình của họ, thì hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime Men có sức mạnh siêu phàm. 10. Hellsing Ultimate, thể loại hành động, kinh dị, siêu nhiên, quân sự, vampire, seinen. Tồn tại những sinh vật trong bóng tối và cái ác đang hoành hành trong đêm, nuốt chửng bất kỳ con người nào lọt vào tầm ngắm của chúng. Bên kia là Hellsing, một tổ chức chuyên tiêu diệt những thế lực siêu nhiên đang đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại. Đứng đầu là Integra Fairbrook Wingate Hellsing, một người chỉ huy một quân đội hùng mạnh và dành cả đời để chiến đấu với Undead. Tuy nhiên, đội quân của Integra lại nhạt nhòa so với vũ khí tối thượng của họ. Macaron Alucard, kẻ chống lại đồng loại của mình với tư cách là kẻ tiêu diệt Hellsing. Với ngai hầu Macaron mới của mình, Seras Victoria ở bên cạnh, Alucard phải chiến đấu không chỉ với quái vật mà còn với tất cả những kẻ dám chống lại Hellsing, dù họ trong vỏ bọc của thiện hay ác. Trong cuộc chiến vì sự sống còn của nhân loại, Hellsing Ultimate chứng minh rằng vẻ ngoài không phải là tất cả những gì mà họ có thể tưởng tượng. Và đôi khi, vũ khí vĩ đại nhất có thể đến dưới dạng cơn ác mộng tồi tệ nhất của một người. 9. Yozakura Quartet, thể loại hành động hài hước siêu nhiên siêu sức mạnh shonen. Thế giới của Yozakura Quartet thực ra không phải là một mà là hai thế giới. Một là của con người và một là của yêu quái. Mặc dù xuất hiện chủ yếu là con người, yêu quái có thể có những đặc điểm cơ thể giống động vật, cùng với một số khả năng đặc biệt. Thông thường yêu quái bị giới hạn trong thế giới của chúng, nhưng một số đã tìm được đường vào thế giới của loài người. Là biểu tượng của hòa bình và là cầu nối giữa hai vương quốc, một thành phố được xây dựng trong hàng rào bảo vệ của 7 cây ma thuật, hay còn được gọi là thất trụ. Thành phố Sakurashi này là nơi sinh sống của cả con người và yêu quái. Hòa bình giữa họ được duy trì bởi văn phòng tư vấn cuộc sống Hizumi. Giám đốc của văn phòng này là Akina Hizumi, một thiếu niên có khả năng thực hiện điều chỉnh, có thể đưa yêu quái có hại trở lại với thế giới của họ vĩnh viễn. Anh ta được hỗ trợ bởi một nhóm các cô gái, bao gồm thị trưởng yêu quái 16 tuổi của thị trấn, Hime Yarizakura, phát thanh viên và nhà ngoại cảm thường trú, Ao Nanami và Kotoha Isone. Bán yêu có thể triệu hồi đồ vật chỉ bằng cách nói tên của chúng. Khi những cư dân mới đến và những sự kiện bí ẩn bắt đầu xảy ra, bộ tứ này và những người bạn thân nhất của họ phải tiếp tục bảo vệ thành phố Sakurashin và duy trì sự cân bằng hòa bình mong manh giữa con người và yêu quái. 8. Plunderer, thể loại hành động fantasy ecchi shonen. Asia là một thế giới được cai quản bởi Count. Những con số được khắc lên cơ thể của một người đại diện cho bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc đời của họ. Những Count này xác định địa vị xã hội và quyền lực của một người ở Asia. Nếu cao bằng không, người đó sẽ bị đưa đến Abyss, một nơi được đồn đại là còn tồi tệ hơn cả cái chết. Hina, một người du hành mà cao dựa trên quãng đường đi của cô ấy, đã chứng kiến mẹ cô bị kéo xuống Abyss. Quyết tâm hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình, cô bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm các Aces huyền thoại, những anh hùng của cuộc chiến xảy ra 300 năm trước, mang một ngôi sao trắng bên cạnh cao của họ. Trong khi đi lang thang, Hina gặp Ledgeback, một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn với cao âm, và Nana, một chủ quán rượu. Giữa lúc vui vẻ, Hina bị lừa vào một trận chiến với một người lính trong quân đội. Tuy nhiên, bất chấp số cao âm của mình, Ledge giải cứu Hina và tiết lộ rằng anh ta có một cao khác, một người có ngôi sao trắng, một AC huyền thoại. Plunderer dõi theo cuộc hành trình của Hina và những cư dân khác của Asia khi họ khám phá ra sự thật về thế giới của họ, Abyss và các AC huyền thoại. 7. Lock and Logic, thể loại hành động fantasy. Logic là khái niệm chi phối cảm xúc, khả năng, lý tưởng, ký ức và tất cả các thuộc tính trừu tượng khác tạo nên cuộc sống trong các thế giới khác nhau. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, những Foreigners ngoài hành tinh có thể đi qua các cánh cổng Logic của thế giới tương ứng và gây ra mối đe dọa cho các thế giới khác. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan phản đối Logic khác, ALCA,
từ thế giới con người Sapia sử dụng Logicalist, những người có sức mạnh thiết lập mối quan hệ với Foreigners, những người tìm kiếm hòa bình và chia sẻ logic của họ, có nhiệm vụ đối phó với mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Sau khi quá tải sức mạnh của mình 2 năm trước, Yoshichika Tsurugi đã mất khả năng sử dụng logic trong chiến đấu, khiến anh ta không khác gì một công dân bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống của anh sớm trở lại chiến trường khi anh gặp Athena, một nữ thần ngoại tộc từ thế giới Tetra Heaven. Cô ấy mang lại cho Yoshichika thẻ logic bị mất của anh, cho phép anh ấy có thể chiến đấu một lần nữa. Ngay sau đó, Yoshichika lập khế ước với Athena và gia nhập vào ALCA. Ở đó, anh gặp được những Logicalist khác, và chỉ khi làm việc với họ, anh ấy mới có thể hy vọng chấm dứt các mối đe dọa một lần và mãi mãi. Sáu, Lord of Vermilion, Grand Noel, thể loại hành động fantasy. Tokyo năm 2030, tại một khu ngoại ô nọ, bất ngờ xuất hiện một âm thanh lạ có tần số cao cùng với một màn sương đỏ che phủ. Bất kỳ ai nghe được thứ âm thanh này, kể cả động vật đều mất đi ý thức. Chính phủ Nhật dự đoán rằng đây là một loại virus có khả năng gây ra đại dịch, nên đã tiến hành cô lập những người nhiễm virus và sơ tán những người còn lại tới Osaka. 6 ngày sau, những người bị mất đi ý thức bất ngờ thức tỉnh. Những người bị cô lập tại Tokyo bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng những ngày sau đó, những sự cố kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Một thứ sức mạnh nào đó đã thức tỉnh bên trong họ. Họ thu hút lẫn nhau và bắt đầu đương đầu với số phận tàn nhẫn. 5. Mougekin no Futegigosha, thể loại hành động fantasy ác quỷ học đường. Trong quá khứ xa xôi, một cuộc chiến tranh giữa con người và ác quỷ đã gây ra sự hỗn loạn và đổ máu trên diện rộng. Để chấm dứt cuộc xung đột tưởng chừng như vô tận này, quỷ vương Anos Vodigoth đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình với hy vọng được tái sinh trong một tương lai hòa bình. Để chuẩn bị cho sự trở lại của vị vua của họ, tộc quỷ đã tạo ra Học viện Quỷ Vương, một học viện ưu tú có nhiệm vụ xác định danh tính của Anos khi anh ta thức tỉnh. Anh ấy được tái sinh sau 2 thiên niên kỷ, nhưng trước sự ngạc nhiên của mình, anh ta sớm biết rằng mức độ ma thuật trên thế giới đã suy giảm đáng kể trong thời gian anh vắng mặt. Hơn nữa, khi anh đăng ký tại học viện để đòi lại danh hiệu chính đáng của mình, anh phát hiện ra rằng các con cháu quỷ nhớ anh theo cách khác. Nhân cách của anh, những việc mà anh đã làm và thậm chí cả di sản của anh ta đều bị làm giả, được che đậy bên dưới tên của một kẻ mạo danh. Sự thiếu hụt về kiến thức phổ thông này khiến anh ta trở thành kẻ ngoại lai của học viện, một kẻ xấu chưa từng được thấy trong lịch sử. Bất chấp những nhược điểm này, Anos vẫn không hề bối rối khi bắt đầu khám phá ra những kẻ đã làm thay đổi quá khứ huy hoàng của mình. Anh ta tự mình làm cho con cháu của mình nhận ra rằng người cai trị của họ cuối cùng đã quay trở lại. 4. Kuroshisuji, thể loại hành động hài hước huyền bí siêu nhiên lịch sử shonen. Gia tộc Phantom Hive nhiều đời làm người dọn dẹp trong bóng tối của Hoàng gia Anh. Chủ nhân hiện tại của Phantom Hive là Shell Phantom Hive, một cậu bé 12 tuổi với tính cách khá lạnh lùng. Shell là người quản lý công việc kinh doanh của Phantom Hive và cũng là người khiến nó ngày càng trở nên phát triển hơn. Phục vụ cho Shell là quản gia Sebastian Michaels, một nhân vật đen từ đầu tới chân và cũng từ trong ra ngoài. Cái tên Sebastian cũng là do Shell đặt. Không ai biết rõ lai lịch của Sebastian, và Sebastian là một quản gia đầy tài năng, gần như là hoàn hảo. Hầu như bất cứ việc gì anh ta cũng có thể làm được, và vì một lý do nào đó, anh ta đã hết mực trung thành với Shell, giúp đỡ cậu ấy rất nhiều trong công việc. 3. Enen no Sobutai, thể loại hành động siêu nhân shonen. Năm 198 của kỷ nguyên mặt trời ở Tokyo, các hội cứu hỏa đặc biệt đang chiến đấu chống lại một hiện tượng được gọi là sự đốt cháy tự phát của con người, nơi mà con người bị biến thành địa ngục sống. Trong khi các địa ngục là những trường hợp đốt cháy tự phát của con người thế hệ đầu, các thế hệ sau có khả năng điều khiển ngọn lửa trong khi vẫn giữ hình dạng con người. Shinra Kusakabe, một thanh niên có biệt danh dấu chân A Quỷ vì khả năng đốt cháy đôi chân của anh ta theo ý muốn, gia nhập vào công ty hỏa lực đặc biệt 8, bao gồm những người dùng ngọn lửa khác khi họ làm việc để dập tắt mọi địa ngục
mà họ gặp phải. Khi một phe đang tạo ra infield xuất hiện, Shira bắt đầu phát hiện ra sự thật đằng sau một đám cháy bí ẩn gây ra cái chết của gia đình anh 12 năm trước. Hai, Beelzebub, thể loại hành động hài hước siêu nhiên ác quỷ học đường shonen. Ishiyama 2 là một ngôi trường học sinh toàn là những kẻ phạm pháp, nơi bạo lực không ngừng và sự vô pháp luật là tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có một quy tắc được công nhận rộng rãi, không động đến học sinh năm nhất Tatsumi Oga, chiến binh ác độc nhất của Ishiyama. Một ngày nọ, Oga bắt gặp một người đàn ông đang trôi trên sông. Và khi Oga vớt được người đàn ông để lộ ra một đứa trẻ, nó bò ngay lên lưng của Oga và ngay lập tức hình thành một sự gắn bó với anh ấy. Mặc dù anh ấy vẫn chưa biết điều đó, nhưng đứa trẻ này có cái tên là Kaisode Emperana Beelzebub 4, gọi tắt là Baby Bill, con trai của chúa quỷ. Như thế, tìm thấy chúa tể tương lai của thế giới quỷ là không đủ. Oga còn phải đối mặt với Hildegard, hầu gái quỷ của Bill, và họ đã cùng nhau nuôi dạy Baby Bill, mặc dù bao quanh bởi những tên du côn vị thành niên và sức mạnh ma quỷ. Hai người họ có thể gặp nhiều thử thách hơn họ có thể tưởng tượng. Một, Isekai Maotu Shoukan Shoujo no Dori Majutsu, thể loại hài hước fantasy, Echi Harem. Khi nói đến MMORPG giả tưởng Cross River, không ai có thể sánh được với sức mạnh của quỷ vương Diablo. Sở hữu những đồ tạo tác hiếm nhất của trò chơi và trình độ người chơi vô song, anh ta áp đảo tất cả những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với mình. Nhưng bất chấp danh tiếng đáng sợ của mình, danh tính thực sự của Diablo là Takuma Sakamoto, một game thủ khép kín không có bất kỳ kỹ năng xã hội nào. Đánh bại những kẻ thách thức trong vô vọng từng ngày, Takuma không quan tâm đến điều gì khác ngoài cuộc sống ảo của mình, nghĩa là cho đến khi một câu thần chú bất ngờ đưa cậu đến một thế giới khác, nơi cậu có ngoại hình của Diablo. Trong thế giới mới giống như trò chơi yêu thích của anh ấy, Takuma được chào đón bởi hai cô gái đã triệu hồi anh, Graham Galeo, một nhà thám hiểm Pantherian nhỏ nhắn, và Shara L. Greenwood, một triệu hồi sư người F nóng bỏng. Họ thực hiện một nghi thức nô lệ sau một nỗ lực để khuất phục anh ta, nhưng câu thần chú đó lại phản tác dụng, khiến cho họ trở thành nô lệ của anh. Với tình hình trở nên khó xử hơn bao giờ hết, Takuma quyết tâm đồng hành cùng các cô gái trong việc tìm cách hủy bỏ khế ước của họ, trong khi học cách thích nghi với sự tồn tại mới của mình với tư cách là một ma vương đầy đe dọa. 3. Trên đây là top 10 anime men có sức mạnh siêu phàm mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mà rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay, đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!